Chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Trek Em Honda 5, một tờ dòng xe được sử dụng full carbon toàn phần từ khung vành rồi ghi đông của Ford Cọc Yên, được sử dụng thêm bộ chuyển động của Shimano Ultega, gạt đĩa sau, đề sau là Ultega, gạt đĩa trước 105, đùi đạp trục rỗng Ultega, cặp tay lắc Ultega luôn. Chiếc xe thương hiệu rất là đẳng cấp, đến từ Mỹ, thương hiệu Trek. Nếu mà các bác quan tâm đến xe đạp, xem những cái giải đấu lớn trên thế giới thì thương hiệu Trek nó là đã rất quen thuộc với các bác mà chơi xe lâu năm rồi. Thương hiệu rất là đẳng cấp của Mỹ, sử dụng full hết các carbon toàn phần từ khung xe, khung này còn giữ cái độ mới nó cũng rất là tốt các bác nhé. Lớp sơn còn cực kỳ bóng bẩy và chủ cũ họ đã dán những cái lớp ni lông chống xước ở đây. Chủ cũ họ bảo quản xe cực kỳ là cẩn thận, dán ni lông bảo vệ chống xước cả ở đây nữa, chống xước cho cái dây này, chống xước vào khung, nên là giữ cái độ mới của xe nó rất là tốt. Chỉ có những cái vết xước răm và đã qua quá trình sử dụng xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể thì còn rất là đẹp. Cọc yên cũng là carbon luôn, yên carbon rồi, ni lông của Ford full hết carbon. Trang bị cặp vành carbon cao bản khoảng 5-6 phân gì, rất là đẹp. Cặp vành cực kỳ đẹp, các bác nhìn xa chiếc xe nó tôn dáng vào chiếc xe lên, trông rất là chất. Máy ư là Lovatec bi vòng cuối lỗ, sử dụng bộ đè sau Shimano Ultega với 11 tầng lip và gạt đĩa trước 105, hai tầng đĩa. Xe có 22 tốc độ khác nhau, đùi đạp trục rỗng cũng Ultega. Sử dụng những đồ cao cấp của dòng Shimano, tay lắc cũng Ultega, cặp xanh ba mảnh của Fjam thương hiệu Mỹ, Forsy Fjam model Forsy, thương hiệu rất là tốt đấy. Các bác chơi xe lâu năm thì có thể đánh giá được. Mấy giờ trước cũng là Vatec bi vòng. Mình sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 50 cm. Xe có cái khai size nó cũng tương đối nhỏ, cho các bác từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70-75 thì phù hợp. Rộng 11 lít và 2 đĩa, 22 tốc độ khác nhau. Sử dụng những cái đồ rất là cao cấp của dòng Shimano này, là chuyển động cực kỳ là mượt mà. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 36.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác đi ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đang đi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.